Xin chào các bác, em bán HD350 sản xuất 2015, một chủ sử dụng, xe chạy chuẩn 20 vạn, chở hàng nhẹ. Em sẽ quay sơ qua cho các bác về nội ngoại thất của xe. Gầm về sassi không bùng mọt, nhíp trước sau nguyên bản không độ. Thùng dài là 4m42. Các cánh bừng đóng inox, nội thất sạch đẹp, xe trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Xe em thì vừa đăng kiểm xong, các bác mua về sẵn sử dụng, sẵn chạy đó. Xe Hyundai quốc dân thì các bác biết rồi, an toàn bền bỉ, vận hành êm ái, nội thất sạch đẹp các bác nhé. Xe có bịt bô an toàn khi đi đèo dốc. Xe biển số cũng rất đẹp các bác nhé, 86C05455. Xe thì thùng dài 4m42, tải 3 tấn mốt, bác hàng tạp hóa chạy hoa quả thì rất là phù hợp với dòng xe này. Các bác quan tâm liên hệ cho em theo số điện thoại 0981331334, em Sơn, Địch Quả, Thanh Sơn, Phú Thọ. Các bác mua thì sẵn sử dụng thôi. Em cảm ơn các bác nhé.